Anh Thạch Đồng Phương chào các bạn xem nha. Mình mới mua được cái xe máy điện này các bạn, 1.3S này. Đấy, nãy giờ mình tháo banh xe lông hết này các bạn. Tình trạng đó là mở công tắc là không lên điện. Và mình đo mấy cái bình đây là đủ điện hết nha các bạn. Ok, bình tốt. Đấy, mình nghi ngờ là cái chỗ ổ đây, chiếu hình này. Giờ mình mở ra, bị mất khóa yên nữa, chạy ra rồi. Giờ mình sửa lại, mua về mình sửa lại cho con nó đi học các bạn. Chụp nãy giờ mở đám đuôi các bạn ạ. Đấy, mua về sửa cho con nó đi học. Có đấy, tiện nha các bạn. Rồi, mời các bạn đón xem mình coi mình sửa như thế nào nha. Mình nghi ngờ là cái chỗ cái bộ điều tốc à. À, chỗ đây, con này nè. Đây thì nó không vô nước đâu. Bộ tóc rất ngon mà. Cái đây là ít khi nó cháy lắm nha các bạn. Đó, nó mua về mấy cái dây này. Để mình kiểm tra cái dây nguồn nó đi như thế nào rồi mình làm cho các bạn xem nha. Đây cái dây nguồn của mình đây. Đấy, đây là dây nguồn đây. Đây nó đưa về cái đầu nối nè, ổ nối nè. Dây đây nối vô đây, nối đây. Đấy, mở ra thử kiểm tra nó có bị ten rồi nha các bạn. Rồi mình sửa. Rồi, mời các bạn đón xem nha. Giờ mình nãy là mình tháo rồi hết ra nha các bạn. Giờ là mình ráp lại để mình thử cái thằng này nha. Đấy, một là nó không ăn điện đây, hai là nó không ăn điện đây nha các bạn. Giờ mở đây ra trước để mình kiểm tra nó có chặt hay không nha. Rồi, mời các bạn đón xem. Anh tự động mà thứ gì cũng đang hết á. Đây các bạn, đấy, để mình lấy cái tiếp bờ mình dành nha. Đây thứ 8 rồi mọi người nha. Đây mình siết chặt lại nha các bạn. Đấy, con này lỏng rồi, lỏng hai con. Thì cho chút vô rồi đẩy luôn các bạn. Giờ mình lấy đồng hồ mình đo thử nó ăn nha. Nó có tiết kiệm nó có ăn hay không à. Bọc lên cái độ thông mạch nha các bạn. Ok. Rồi, ổn nha các bạn. Đấy, một em. Chút bụi lắm, đúng xe họ không xài để lâu. Nó bụi nó dơ lắm các bạn. Rồi, hai hộp luôn các bạn. Rồi, lắp lại nha. Ở đây cho chút mở vô. Không bỏ vô. Dưới đây. Nó cái điểm đây mình cũng thịt R7 vô cho nó tiếp xúc mọi người ạ. Tiếp xúc tốt.
cho nó vô nè. Cái công tắc của thánh này một dây này vô lần này nhanh nhanh đó đó tức xong. Bây giờ đứng mấy con kiểm tra cái đầu rác gắm này đó. Để nối song song lại nhau thử nha. Trời sáng là tay chân nó tung. Rồi ta thử nguồn điện nè. Qua điện AC nha các bạn. Đó. Âm nè. Dương nè. 49.9 nha các bạn. Đấy. Bình ok luôn ạ. Đó, 50V. 50 sạc rồi, 54V. Đấy. Rồi, đấu thằng này vô. Giờ đây nó đem lại cái nó nối lại này. Ok, để giờ mình cứ làm tạm chút nữa thôi, nó động cơ nó có tự không ạ. Rồi mình mới mưa nha các bạn. Mình mới mưa dây lại cho nghiêm chỉnh nha. Đó nè, vô rồi. Đấy. Rồi đo cái điện thử nó có nha. Dương. Dương âm. Rồi đó. 49.9 nha các bạn. Đấy, có ra nè. Rồi, giờ mình gắn điện luôn. Rồi, dễ tập dữ rồi. Chút rồi vậy rồi à, có điện tiếp xúc để chịu cái chất chắc là ok nha không thấy nghĩa là có điện các bạn ơi điện rồi ôi trời khỏi mép ổng chịu cái gì này. Có điện rồi các bạn. Ok. Rồi kiểm tra lại nha. Rồi. Như vậy là hồi nãy mình đã đối xong. Cắm điện thì nó vô được như bạn. Rồi kêu rồi. Vậy là ok rồi. Vậy là nó bị cái rắc đây. Đấy. Nó bị rắc đây nha các bạn. Đây nè, cái đóng nè. Đây nè, đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó trục trặc vậy nè. Bây giờ mình sẽ đổ lại cái đây. Mình tháo đi ra. Mình luồn ở thằng đây lên trên luôn. Đấy, nó rồi độc lập rồi nha bạn. Bỏ trong cốt chứ không gắn gì nữa. Gắn dài là gắm vô bắt điện nó xúc nữa nha. Tại vì cái đây nó ập xuống dưới mà. Ập xuống dưới nè. Đấy, rồi bỏ mấy bình vô. Nên thằng đây gắm xuống đây là mình không có quản lý, không có coi được cái này tôi nói gì nữa, nó bị lên movie nó chạm nữa. Nó nóng nè, lỏng nó nóng, nó mới hư nữa các bạn. Đấy. Đây nè. Đấy. Đấy, bây giờ mình test lại cho các bạn xem này. Ôi em con ơi. Đấy, gắm vô coi kêu này. Đấy. Rồi cái ép rồi nha các bạn. Rồi, bật điện bỏ khóa rồi nha. Đó nè. Đấy, rồi. Điện ra nè. Rồi, ghê chưa? Rồi, ok. Ghê chưa? Đấy, vậy rồi, ok các bạn. Rồi, bật điện. Vậy là tình trạng nó bị vậy nha các bạn. Về đơn giản lắm, mình cứ lần theo cái dây đó là chủ yếu là cái nguồn trước, rồi bộ nguồn ra, pin rồi ra, kiểm tra từng cục. Đấy,
rồi mới coi đường dây nó ra bao nhiêu vôn, đo mới biết được. Lại mình chà rửa, chà rửa chút cái thằng này nó tiếp xúc cho nên nó tốt rồi, cái thằng này mình mua nó tiếp xúc tốt rồi, kiểm tra nó có lỏng hay không. Đấy. Rồi mấy cái đất này mình xịt rồi bẫy vô cho nó có cái điểm tiếp xúc cho nó tốt rồi. Cái này nước rồi nó vô nó không có rồi bẫy là nó không có vô được nha các bạn. Còn cái bây nãy chạy hơi bị kêu rồi, nó để mình kiểm tra lại rồi vô mở luôn. Đấy, các phần xà lông nè, giờ các cái xe ngon lành nha. Đấy, kiểm tra điện có không nhá. Đây, chạy nè. Đấy. Ờ, điện có nha các bạn. Đấy. Đấy, ok. Bóp coi thử. Ui xù. Đấy. Ờ, ok, vậy là máy công tắc đây là chỗ thắng đây là cũng ok luôn nè. Đây nè. Nó mới cái đó mua hai cái thắng, hai công tắc thắng đó mà nếu mà nó không tiết kiệm tốt là nó cũng không có chạy được nha các bạn. Đấy, rồi đó một cái xe đạp điện, giờ mình ráp lại cái nào tân trang mình tân trang, còn cái nào ấy thì mình tận dụng lại nha các bạn. Xù hàng chuột mình nó phá nè, mới cấp tốc cả nè, chụp lóc rồi không phá nha, để ba làm ok. Ừ. Rồi giờ ráp lại thôi nha các bạn. Ok rồi. Sao hai bài này chù mấy cái bình tháo ra là nó nặng ghê quá các bạn ơi. Chụp nhỏ quậy quá các bạn ạ. Gần hoàn thiện rồi các bạn. Đấy, mình mới nói chung tút lại này các bạn. Đấy, mới tin trước này. Đấy, mình tút sơ lại cái này nó im. Đấy, tút sơ lại này các bạn. Đấy, thấy không? Đấy. Đây. Rồi. Giờ là mới bỏ bình vô các bạn, chưa bắt. Giờ lắc vô nữa với lại ráp đèn nữa là xong nha các bạn. Ở đây cái mặt đồng hồ nó bị hư rồi, để mình mua mình thay khác. Ôi dồi. Bế mình các bạn. Không phải chuyện đơn giản với cái xe đâu. Đấy. Tháo ra một trời. Muốn tiền nó bán mười mấy triệu bạc nữa mà cái dàn nó quá dở luôn. Chù. Mình nhớ gì mà đụng gãy đúng không? Ba cái anh tập cận bình đây ngán. Tàu. Đấy. Đấy, hồi chiều bé nó mua trà tắc gì mà uống mà chỉ chịu nấu à. Rồi, bây giờ tiếp tục ráp thôi nha các bạn.
rồi nha các bạn. Đẹp liền. Ok, đây là rồi bạn. Đấy. 81. Bắt đèn kia. Cái đồng này hơi ấy này, sơn lại tiếp nữa. Đèn lên. Ok, bóc coi. Ok. Rồi, thành công nha các bạn. Rồi, video này kết thúc nha các bạn. Ok rồi đó. Quá đạt luôn. Rồi, hẹn các bạn clip sau nha.